Tin lành. Matthew chương 23. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: Các thầy thông giáo và người Pharisee đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta. Các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình và nói rằng: nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lườn của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi, từ máu Abên là người công bình cho đến máu Sachari là con của Barachi,
mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu. Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rắc rêu tin mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy cha. Bước theo Thầy con tìm thấy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa cởi nguồn bên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng, nhận Thánh Giá làm đường đi. Bước theo Thầy tìm con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu. Chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rắc rêu tìm mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến ở lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy cha. Bước theo Thầy, con tìm thấy lời muốn nói, con đây thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Liền tìm Chúa, con mong tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu.